Rồi em chào mọi người nha. Đây là chiếc Jolly ha. Jolly đời 2007 ha, xe chạy máy rất là khỏe nha mọi người. Máy lạnh rất là lạnh luôn ha, máy lạnh khá là tốt luôn. Nội thất thì nói chung cũng còn rất là đẹp ha, đời 2007 ha mọi người. Xe chạy máy rất là êm, rất là đầm nha. Xe chạy rất là đầm luôn ha. Tay lái còn khá là đẹp. Đời 2007 nha mọi người. Bơm dáng xe cực kỳ đẹp luôn ha. Anh chị em bà con nào quan tâm cái dòng xe này thì gọi sớm cho em nha. Xe này thì bếp phun điện tử nha mọi người. Rất là ít tiêu hao nhiên liệu nha. Cái cửa sau chưa chốt vô, chưa chốt kỹ. Chưa quen đó ta. Chạy rất là ít tiêu hao nhiên liệu nha mọi người. Hiện tại là xe em đang chạy đi mua xe ở Đắk Nông nha. Xe này cũng mới vừa lấy về thôi ha. Máy chạy nó rất là êm ha. Máy chạy đạp nghe tiếng như là xe độ nha mọi người. Đạp nhẹ lên 80 nha. Mitsubishi Jolly ha. Đời 2007 ha. Có cái cửa sau đóng vô vô. Đây là nội thất rất là sạch sẽ nha bà con. Nội thất bọc ghế da mới rồi ha, trần 5D rồi nha. Xe còn khá là đẹp nha. Rồi em sẽ lên em sẽ xuống xe, em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe để cho bà con cùng xem. Đây là phần nội thất nha mọi người. Máy lạnh rất là ok nha, đang xài số 1 mà máy nó lạnh rất là lạnh luôn. Số 2 nè. Số 3. Khá là khỏe nha. Chạy rất là êm nha. Em sẽ làm một cái clip quay tổng thành chiếc xe. Nếu mà anh chị em quan tâm thì cứ alo sớm cho em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha mọi người. Để có giá cực kỳ tốt cho mọi người nha. Form dáng đẹp ha, tiết kiệm nhiên liệu, xe 7 chỗ ha, giá rẻ nha mọi người. Rồi ha, em sẽ kết thúc cái video ở đây, là mong bà con sẽ ủng hộ em ha, làm những video mới nhất nha. Nhớ đăng ký kênh ha. Rung chuông để nhận được những video mới nhất nha mọi người. Và bên em cũng có mua bán trao đổi tất cả các loại xe ô tô nha. Xe tải, xe du lịch và xe khách nha mọi người. Bà con cứ gửi chụp hình, gửi hình ảnh xe, hình ảnh nội thất nha. Đăng kiểm và em sẽ có mức giá hợp lý để trao đổi với mọi người nha, tất cả các dòng xe luôn nha bà con. Rồi ha, em sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn gặp lại bà con ở những video mới nhất của em nha. Rồi em xin tạm chào tất cả mọi người nha.